Em tên là Trần Kim Mỹ Quân, năm nay em 16 tuổi, em tập yoga được 4 năm rồi. Em tham gia cuộc thi này là do thầy dạy UVNI của em khuyến khích em đi thi và em cũng muốn rèn luyện sự tự tin. Yoga là đam mê của em tập luyện chăm chỉ và nghiêm túc để làm tốt những động tác và những chuyển động mượt mà. Đầu tiên là em cũng không có thích tập yoga, nhưng mà cô của em đã dẫn em vào một lần và từ đó là em đam mê yoga luôn. Vì tập yoga ngoài việc là để cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai và minh mẫn thì em thấy yoga còn rất là nghệ thuật nữa. Đi thi thì em cũng hơi run nhưng mà em đã tập trung và cố gắng hoàn thành tốt phần thi của mình. Sau khi nghe thấy kết quả là mình nhận chiến thắng thì em đã rất là vui vì đã hoàn thành tốt phần trình diễn của mình. Ngoài ra các thầy dạy yoga ở Cali mà em đã được tập dạy em rất kỹ và nhiệt tình, nên các lớp tập yoga đối với em rất thú vị. Cơ sở vật chất rất là tốt và nhân viên rất là thân thiện. Em thấy cơ thể khỏe mạnh hơn, ngủ ngon hơn và body săn chắc lại hơn. Các anh chị đã tham gia cuộc thi chung với em nghĩ là có kinh nghiệm gì dặn hơn em. Là em cũng nỗ lực hết mình để làm tốt phần trình diễn của mình. Em cũng muốn chia sẻ là tập luyện thể thao rất là vui, giúp tâm trí của mình ổn định hơn và còn nhiều lợi ích khác của việc luyện tập thể dục mỗi ngày nữa.